Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một chút xíu, đó chính là về Đai Châu Thái hay thường gọi là Ngọc Điểm và Nghinh Xuân. Thì mình xin nói là từ này là Nghinh Xuân đi, tại vì là đến mùa xuân thì các em này sẽ tự động các em sẽ ra bông, nên vì vậy mà chúng ta gọi em là Nghinh Xuân nhá. Bữa nay hàng về lô này rất là đẹp, thực sự là mình rất là tâm đắc về những cái lô ngày hôm nay. Thì mũi giò của em này nhá, thường thường có tất cả là có 5 cặp lá trở lên, 5 cặp lá nhé các bạn. Ví dụ các bạn có thể test cùng với mình này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. Và đặc biệt đó chính là em này, tất cả các em nào cũng có ngọc. Đây các bạn này đang nhú ngọc này, đó. Giai đoạn này các em chỉ nhú là như vậy thôi, bởi vì Tết còn đến 2 đến 3 tháng nữa, cái ngọc nó sẽ phát triển ra và nó sẽ ra bông rất là thơm. Hàng đợt này về rất là đẹp. Đây ví dụ như em này, thường thường là một giò là có 5 cặp lá trở lên, 5 cặp lá trở lên và có ít nhất là từ 1 đến 3 ngọc. Ví dụ như em này mình test này, 1 cặp lá, 2 cặp lá, 3 cặp lá, 4 cặp lá, 5 cặp lá. Đó, bạn thấy ngọc này, nhú ra này, 1 này, 2 ngọc. Thì vừa rồi mình có nói qua về ngọc và cặp lá. Bây giờ là các bạn sẽ cùng với mình sẽ cùng test xem là em này những thông số về lá của em ra làm sao nhé. Bởi vì đó chính là những cái điều kiện cần và đủ để chúng ta để mua những giò lan mà ha. Bây giờ mình sẽ đo, ví dụ như là một cái lá của em này, mình sẽ đo từ cái điểm này. Thì em này rơi vào lá độ dài dài độ 25 cm đi, thực tế là hơn đúng không? Này, độ rộng của em đấy đó chính là hơn 5 cm đó, 5 cặp lá. Các bạn thấy đường vân rất là đẹp ha. Những cái giò này các bạn về các bạn chỉ việc treo lên, các bạn cho mình cho một ít phân dê hoặc là phân chuồn quế dưới đây, và thỉnh thoảng các bạn tưới nước phun xương dạng như thế này này, và nước vo gạo và phân 20-20 đều, thì cây của chúng ta chỉ cần điều kiện như vậy thôi nhé, là cây của chúng ta nó sẽ phát triển một cách tốt nhất, không có gì là phải lo lắng cả. Bây giờ là chúng ta có thể test một vài giò, vài giò đi ha. Đây chỉ là những cái hàng mà mình khui ở trong thùng ra mà thôi, và mình lấy một vài giò để chia sẻ thôi, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian. Ví dụ như em này này có một ngồng này, hai ngồng này, đã xem bản lá em như này. Đây là lá mít nhé, hàng hàng thái lá mít 6 cm chứ không phải 5 cm. Xem là cái độ bản lá dài của em, xem nào, em này dài 28 cm ha. Hàng rất là đẹp, các bạn thấy cây rất là đẹp đúng không? Ở ngoài các bạn sẽ thấy cây này có nó còn đẹp hơn nữa à. Mình cam đoan các bạn, thứ nhất hôm nay hàng là hàng thái, cái thứ hai là các bạn mua cây không lá không hề bị lỗi, và đảm bảo là cây nào cũng có ngồng để cho các bạn chơi Tết. Nếu mà các bạn mà phát hiện là cây có bị lá bị lỗi hoặc là cây mà không ngồng, các bạn hãy gửi về giúp mình xin cảm ơn. Hàng rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ xin báo giá nhé. Mỗi giò này mình bán là 400 một giò, chưa bao gồm tiền ship. Và màu của em này đó chính là màu màu đốm, hay thường gọi là màu trắng tím. Màu trắng nhiều và màu tím thì sẽ ít đi. Hàng này hàng Thái, hàng thuần 3 năm. Các bạn thấy dễ rồi. Khi mà mua cây các bạn phải nên lưu ý cho mình cái bộ rễ rất là quan trọng. Một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá, năm cặp lá. Cây nào mình cũng đảm bảo với các bạn là 5 cặp lá có ngồng. Giá mình xin nhắc lại là 400 một giò, chưa bao gồm tiền ship nhé. Đó. Em lại có ngồng. Cây rất là đẹp. Đây các bạn thấy ngồng này, nhú hạt gạo này. Đó. Ngồng thì thường thường mỗi cây là có 1 đến 3 ngồng, thì mình sẽ lựa cho mỗi người một giò nào cũng có ngọc để chơi Tết nhé. Rồi. Cây rất là đẹp. Đây hàng còn hai thùng này mình còn chưa khui ra đây các bạn nhé. À. Ví dụ em này là một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá, năm cặp lá. Em này 6 cặp lá, một ngọc, hai ngọc. Một ngọc bên đây này, một ngọc bên đây, hai ngọc này. Cây rất là đẹp. Thì hôm nay mình có chia sẻ qua một chút xíu về cái dòng là Nghinh Xuân, Ngọc Điểm hay Đai Châu Thái. Em này là mình xin nhắc lại là hàng Thái lá mít,
5 cặp lá trở lên và có ngồng để chúng ta chơi tiếp. Hàng này rất là dễ chăm sóc nhé các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.